Hi, chào tất cả các bạn. Tôi tên là Trần Tấn An, là một nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một vấn đề rất có ích cho những nhà đầu tư chúng ta. Trước đây tôi không hề biết gì về đó là Live Forex cả. Nhưng tình cờ gặp một người bạn đã giới thiệu về cái sàn giao dịch này. Tôi đã từ đó tôi đã nghiên cứu và tôi tham gia vào cái sàn giao dịch này. Cho đến thời điểm hiện tại này, đây tôi chỉ cần mở app và copy master thì lợi nhuận của tôi tăng hàng tháng từ 40 đến 60%. Thời gian qua, lợi nhuận của tôi tăng như thế và tôi đã thành công. Còn các bạn thì sao? Xin chào. Tôi là Trần Xuân Hải, 30 tuổi và đây là ứng dụng giao dịch của Live Forex. Nhờ cái ứng dụng này, tôi có thể kiếm được một nguồn thu nhập ổn định từ thị trường Forex, một công việc nhẹ nhàng với mức thu nhập lên tới 30% mỗi tháng. Hãy như tôi. Xin chào, tôi tên là Trần Quang Hiển, 25 tuổi, hiện tại là một nhà giao dịch và đang hưởng mức lợi nhuận 40% một tháng thông qua việc sử dụng app giao dịch Live Forex. Tất cả những gì của tôi cần làm là tải app về, chọn cho mình một master và copy. Hãy cùng tôi thực hiện ước mơ cùng Live Forex. Light Finance, the world of financial freedom.